lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Nam mô A Di Đà Phật, Di Đà Tha, Di Đà Di Đà Di Đà Tha, A Di Đà Đô Bà Thị, A Di Đà Đà Tăng Đàm Bà Thị, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đế, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đa Già, Di Ni Già Già Na Chi Đà Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Phật, Di Đà Tha, Di Đà Di Đà Di Đà Tha, A Di Đà Đô Bà Thị, A Di Đà Đà Tăng Đàm Bà Thị, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đế, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đa Già, Di Ni Già Già Na Chi Đà Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Phật, Di Đà Tha, Di Đà Di Đà Di Đà Tha, A Di Đà Đô Bà Thị, A Di Đà Đà Tăng Đàm Bà Thị, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đế, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đa Già, Di Ni Già Già Na Chi Đà Ca Lệ Ta Bà. Chúng thích tử truyền thiền xưng tăng, đứng mẫu nghi vô lượng lợi sanh. Đông Tây Nam Bắc bốn phương, hiện ra quang điển quyền linh tuyệt vời. Kim sắc tướng muôn ngàn công đức, khắp mười phương chẳng bất sanh bằng. Bạch hào hiển hiện phong quang, xoay dần chiêu sang độ an dân lành. Nam mô Thiên Cung Thượng Cõi Phật, mẫu tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Thanh Mẫu Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.
trần tục chẳng an, nay thời đau ốm mãi mang thân nguyền. Chết rồi đọa lạc diêm thiên, luân hồi sao thú lý miền u đô. Con ôi lòng mẹ heo cô, cũng vì thương trẻ mẹ vô chúng này. Một vài tật bệnh con nay, tiêu trừ đau ốm đắng ngày an vui. Hai dải bóng nại thuận xuôi, hàng thấp phong chứng hết rồi hân hoan. Canh chè mẹ kiếp lên đàn, giá con ở lại mẹ sáng Tây Đình. Ngày ngày lòng mẹ bấn quân, cũng vì thương xót nơi chung bụi trần. Nơi nào xây mặt sắp lưng, yêu chiêu con đỏ mẹ đành xin tha. Trời cho quay nổ xâm gian, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con, công mẹ sẵn sàng chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công danh. Nếu như mẹ vẫn bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chứ hề con niệm địa thời mẫu. Tạo gây muốn độ con trẻ phải bài vô khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tôi mịt mù, con ơi nghe mẹ thẳng đường con. Trước hương đăng trà quả, lễ kính thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời châu ngọc mẹ ân cần giải biểu, tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bến chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liêng. Nay các con quyết tâm chí tịnh, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là quyết tâm tu, điện linh mẹ giáng xuống trần độ con. Nên con mới biết cung soi bờ bên,
đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp đặt an bài, thánh trà hóa quà, lễ bài kinh dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mâu, cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa Đức Mẹ phản hồi thiên cung. Nam mô vô thượng hư không, diêu trì kim mẫu dưỡng sanh bảo mạng từ tôn. Đại từ tôn cảm ứng chứng minh, A Di Đà Phật. Thiền thiền dòng bái mẫu hoàng, chứng trình đạo giáo sắp an dân tình. Đổ người khỏi chốn u minh, dòng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chung dân tai họa đa dương, lại mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ. Vô cực từ tốn Tây Thiên Ba Chủ Dương Cung Tây Mộng, đế đầu lại tạ từ ân. Hào quang rọi xuống hướng lân tình thành, khắp trong dân chúng làm lành. Thương yêu đùm giúp chẳng đành bỏ nhau, mây lành rọi tỏ năm màu. Cỏ cây tươi tốt lào lào thái dương, yên vui bốn bể mới tường. Cơ trời sắp đặt luân thường dè gian, diêu trì chấn chỉnh sửa sang. Báo nguồn về cội một đàn chánh quy, kiền thiền dòng bái từ tôn. Chuẩn y tam giáo mới tồn lý cao, ơn trên cam lộ rào rào. Chúng con nguyện dòng ước ao thái bình, lại cầu mẹ ở thiên đình, độ an dân chúng pháp linh tỏ tường. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh. Phần kinh con mới đọc rồi, nguyện xin phước đức dung bồi chúng sinh, cho người thức tỉnh tu hành, bên mê phúc chúc biến thành áo sen. Lý kinh sáng suốt như đèn, rọi vào tâm trí tối đen sáng liền. Tụng kinh địa mẫu có duyên, gặp người trí thức bạn hiền đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu, điện quang mẹ chiếu linh căn sáng ngời. Cuối sinh Phật mẫu chứng lòng, tâm nguyện quyết chí gắn công tu trì. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh đại từ tôn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lạc Từ Thị Tôn Phật.
Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật mầu cứu trần thế, nguyện xin phước đức dung bồi chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy pháp là phương giải thoát, điện quyền linh bùa khắp trần gian. Sửa tâm chứng đắc kịp thời, linh căn mẹ điểm hội kỳ long hoa. Quy tăng nhân truyền mẫu dạy, phải ăn chay giới luật nghiêm trang. Hổ hình gia tạm luân hồi, vô di thượng cảnh trở về thiên cung. Bình quốc gia cộng đồng tam giáo quy nguyên, chân truyền tâm ân khai cơ đạo hiền. Thượng thông thiên địa lúc qua, chuyển luân chánh pháp độ người thiên. Người không căn trước thiệt tình biết đâu, Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chinh kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Vì đời lắm
kẻ lầm than. Nên thuyền bát nhà sẵn sàng đời đưa. Kính lại tăng là người chi cả, thay thế tôn hoằng qua đạo màu. Vô minh nên mới lo âu, rồi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sanh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đảo Tràng chứng minh. Nam mô Con Nhất Tâm Đảnh Lễ Tổ Thầy chứng minh. Hoàng mẫu chân kinh cầu nguyện tam cõi cộng đồng, thánh thần tiên Phật nghe nguyện. Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm, cầu cho quốc thế dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no, phước lộc thọ đủ đầy, thoát ách tiêu tai, nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ. Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già, trên non dưới thế, theo mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn với mẹ, tu cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thế, đặng nghe lời của mẫu, dứt tâm mê muội xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát, sớm về nơi Tây Vực an vui mùi Phật đạo. Thành tâm khẩn nguyện nhờ quay linh nhiễm màu của mẫu, kim quang vận chuyển gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước hoàng viên, phước lộc thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. Nam mô Phật mẫu chứng minh. Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Diêu Trì Cung Hội mẫu chứng minh. Địa mẫu đứng tối cao giác ngộ, điện linh quang tê độ chúng sanh. Hỡi ai chớ có lạc lầm, lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tôi, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh. Chớ ham vật chất lụy phiền, sớm mau thức tỉnh mẹ ban phước lành. Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu dưỡng sanh báo mạng chân kinh. Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Đốt hương trầm thâu đến diêu cung, thành tâm khẩn nguyện đức mẫu từ. Trên khói hương này kim mẫu
ưng chứng minh tất lòng thành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh, khai đúc huệ tâm đăng tòa sang, trăm ngàn muôn kiếp về gặp đâu, hạ quân kỳ đá long hoa hồng, mẹ ban điện lành mới rõ thông. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh, nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh, nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Thành tâm kình mâu ngọn linh đăng soi thấu mười phương, điện quang tỏa ánh chiếu dương, cầu xin từ mẫu Tây Phương chứng đàn. Mẹ giáng thế độ án non nước, truyền quyền linh ban phước vạn dân, nguồn thương sầu đồng bân quân, nhìn đăng lòng tướng mẹ gần bên con. Xưa màu ngự chim loan tại miếu, tình thiệm tây quyền diệu ưng linh, bút cơ mẹ thảo tâm kinh, lời châu chép lại tâm tình mẫu thương. Nhìn biển cả trùng dương nước biếc, sầu tha thiết lòng đau, mẹ trong từng lượng sông đào, bao nhiêu sông lượng nghẹn ngào bấy nhiêu. Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sang cai quá độ khắp nơi, núi sông vũ trụ đất trời, chính do hoàng mẫu tạo đời an vui. Chiều tu niệm ngày lần đêm lo kiếm hạnh con, dân đăng mẹ chứng lòng con, vạn dân ba tánh nước non thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh, ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, gió đông về ngào ngạt nguồn thương, chốn trần trẻ dài dân hương, thỉnh cầu từ mẫu Tây Phương chứng đàn. Dân nén hương lời vàng cung kinh, tiếng trẻ thơ nguyện thành mẹ hiền, lại cầu giống tình muôn thuở, đạo hoàng khai truyền mở khắp nơi, gắng tu thoát tục xa đời, quê thiên chốn cũ là nơi trở về. Nhìn quang cảnh sơn khi non nước, cõi giới ba hưởng phước mẹ ban, chính do hoàng mẫu chính cho sanh chúng một đàn chánh tu. Làng khói bạc hút mồ bay tỏa, tâm hương lành hiện rõ diệu cung, đại hương mẹ ngự thông trung, thức tâm kẻ thế soi chúng gương hiền.
đẹp mẫu cô xiên bay mẫu tiên chuông ngân gợi nỗi nhớ thương con quỳ dâng nén tâm hương lại mẹ vũ đức thập phương an lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nhìn làng khói trầm hương bay tòa, nhớ mẫu hiền lễ nhỏ dòng châu. Đàn con tha thiết nguyện cầu, mẫu từ phủ điện nhiệm màu chứng minh. Chốn trần miền cung minh đại lễ, kỷ niệm ngày gian thế từ tôn. Thương thần càng tôn triển khai hoàng đạo pháp môn hạnh từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gợi tâm thành thâm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chảnh lòng con trẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thiết ta theo gió, áng mây lành hiện rõ quyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì, nương về theo bóng từ bi mẫu hoàng. Cầu linh mẹ chinh an non nước, điện mẫu từ ban phước chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ, hạ bồ đề nảy nở rừng cây. Âm thiện nối nhịp thang mây, điển thiên mẹ chứng ở nhật nai kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Hoa tươi thắm kinh dân từ mẫu, do hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ dường dân quan. Lời gian cầu thiết ta ai quan, chung dương trần tờ án phù dân. Chúng sinh đau khổ du ngần, thành tâm lại mẹ gọi lần tội xưa. Ngày kỳ mẫu sớm trưa bay mẫu, tiên chân thành giọng thô bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành. Điển quyền linh phủ quanh bao khắp, nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu. Lại mẹ đổ hết năm châu, cầu xin sanh chung sớm hầu diêu cung. Người chốn thế yêu trung trọn giữ, cung diêu trì. Qua thơm ngát con quỳ dâng lệ, lại mẫu thương gian thế chứng minh. Tái ngà dân đó qua sinh, thỉnh cầu mẹ giang ở điện linh chứng đàn. Nam mô vô thượng không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Hoa tươi xanh tâm thành cung
kính tiên trẻ thờ nguyện linh từ tôn. Điện linh phụ khắp càng khôn, chuyển khai đại đạo tiên đồn giang xa. Tôn kính mẫu gia gia an ổn, mẹ giang trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do quyết mạch phi tài từ tôn. Quái linh mẫu bao gồm vũ trụ, dưỡng nuôi con ấp thủ điện thiên. Phước tài lộc họ triền miên, dân lành nước thanh nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa mẫu, chúng sanh đều số đổi nhàn thanh. Mùa màng xuân túc tươi xanh, quả quả thơm ngát hương lành từ bi. Thâm ân mẹ khắc ghi sanh sử, kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ dương cung, đồ an sanh chúng tao cùng long quang. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thịnh mẹ chư tri. Dập đầu lại đức diêu trì, điện linh mẹ phù cứu quê ở dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cung kính dân thủy thanh thơm ngát, nhớ trăng mười thập bát thần niên. Đúng ngày giang thế mẫu hiền, thủy thanh bát ngọc khẩn nguyện cung kính. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng, độ dân lành bền vững tâm tu. Sơn khê rạo bước ngao du, vào nơi biển thanh rừng nhu tu hiền. Dân thủy thôn kiện tiền giống bay, điện mẫu từ phủ rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời, ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiễm màu phản chiếu, cứu đàn con tận yêu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng, suối lòng ngào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non xanh biển sông sâu thăm thăm trùng khơi. Quăng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thị đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan, biển quyền linh tỏa sang mười phương. Tai dân bát ngọc trà hương, thành tâm lại mẹ Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Sám kinh địa mẫu. Tình thiệm tây miêu cổ ứng linh, thượng tầng tỏa ánh quang minh. Chim loan mẫu ngữ truyền kinh răng đời, kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết. Đức
giấc mẫu tâm thành kinh mẫu tâm lòng son vọng thô diệu cung gia gia sum họp trùng phùng dân an quốc thơi hưởng chung thanh bình mùa màng được tươi xanh sung túc mẹ độ con từng phút từng giây núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên linh điểm mẹ dưới trên phân rõ tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu hoàng khai đại đạo nhiệm màu quá xanh buông biển năm châu tươi nhường Phật mẫu ngữ thương tuần độ thế điện chân linh phước huệ rải ban tâm kinh mẹ dạy rõ ràng con lành hiếu thảo đàn càng cung nghinh phước lộc thọ hiện vinh do mẫu trọn đủ thời kỷ mẫu hằng niên dân an nước thành nhà yên lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì thơ thâm diệu quyền di cơ thúc mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh xưa vua bàn cổ phong danh diệu trì phật mẫu hoa xanh muôn loài chân linh mẫu xét xoay vũ trụ điện âm dương kết tụ anh nhi thượng tầng mẫu ngự phương phi phân ra thiên địa trị vì chúng sinh địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết khi âm dương hội hiệp cùng nhau mưa hòa gió thuận tươi màu quá xanh nhân loại ngạt ngào chân thân vậy ai mới bước vào đường đạo phải giữ lòng yêu thảo trì kinh lời châu mẹ dạy quyền linh hoàng thiên xa tội hiển vinh thanh nhàn cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên từ đây thiên địa vẫn riêng âm dương chân khi linh nguyên chẳng rời nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ mây quyền di hiện rõ thần thông mẹ vẫn nam bắc tây đông bốn phương tam hướng bao vòng càng khôn điển thiên mẹ bảo tồn vĩnh cửu chôn trung ương mẹ phủ địa châu linh quang chiếu sáng nhiệm màu thiên thiên bảo dưỡng gồm thấu chân lành phú quân mẫu trường sanh bất lão tài cao minh sáng tạo quyền di thiên lung địa a diệu kỳ tri âm phối hợp phục quý diêu đài thiên địa lập âm lai dương khư khi thần giáo gìn giữ điển linh đất trời do tạo hóa sinh pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh phụ điển linh trơn thanh tâm thanh chẳng ngừng qua qua xanh xanh thiên can thường chuyển dẫn hành địa chi thần giới khí thủ thì thai thanh mẹ cưu mang canh canh thập niên tình thâm mẫu tử thiên liêng mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào trong bát quái phân và
niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sao vì thiên tử thi tài quyền quan. Mẹ vang vua thiên hoàng con trưởng, lên địa hoàng mẹ chứng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa vân rài sau đây. Vua phục khi ngài hai biến qua, bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rành tam hướng thinh thinh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nông phi tài ngũ cốc, sắc linh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiện viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm ao chốn trần, để cho người thê tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điển thiên, chẳng rời ra khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tam tuyết trở say. Gió ngàn tỏa lượng từng mây, quá xanh nhân loại có cây thú cầm. Có ngũ nhạc bóng trầm ngâm trôi, khắp muôn nơi từ mẫu dưỡng sanh. Các đời vương đế đại danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chôn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sông đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thư gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân nó âm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phủ đầy. Khi lìa thế gợi thấy thân mẫu, sự hoa xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ tựa nương, tự tôn đĩa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tinh quyền, kìa lâu đài cung điện nguy nga. Am chùa quán xa lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng vân. Chư Phật đắc kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bửu đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đã thành. Loại kim ký bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất ra. Vương hậu vạn quốc gia gia, cũng do lệnh mẫu ban ra tôn sùng. Người chốn thế yếu trung hưởng phước, bao quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thới thanh nhàn, đế vương cũng kính mẫu hoàng tự tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phát thành. Vậy ai nào biết đến danh, quyền linh quang điển mẹ dành đó đây. Có tạo lành the đầy lúa giấy, cùng
dược nhiễm màu, cao lương mỹ vị thiêu đâu vật nào. Lại có dâm chanh dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ bán trăm vàng mùi hương, lao tâm tổn quyết đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tà, tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ mẫu chẳng sờn, nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ qua tạo ra. Cân đai áo mạo phù hoa, bạc tiền vật dụng biên ra hằng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tương, thân mẫu sanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng sốt trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa, do mẫu sanh ra qua địa cầu. Biến dành sao quả luân hồi, biết bao sản vật qua màu tốt tươi. Kẻ thế đâu rõ tình thâm mẫu, dầu hoàng thiên có nội sanh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ qua quyền chân phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành quá độ nhân sanh. Có cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành vì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết, bao tinh di sương tuyết giá băng. Đại mây gom tụ phủ văn, gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp, phù rồng kia trôn nắp ngàn sông. Lãnh phần vận chuyển gió giông, mẹ truyền qua võ hổ phong ứng hầu. Cô rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Điều do linh mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu dám rài cái đâu. Muôn vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Nhọc nhằn nào quán đắng cai, điểm quan quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tòa hương, bao nhiêm màu mẹ thương hồng ân. Tất cả do linh mẫu vân, không về chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con và thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quang nêu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cá ngao trở ngang dùng dậy, thiên địa đành chịu phải rã đôi. Dương trần như thế bèo trôi, cảnh đời trong rộng thảm sầu nạn tai. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn bị tinh. Từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quán bị thiêu. Muôn loài vạn vật
bao nhiêu phải đành chịu cảnh quạnh hiu khô sầu. Mẹ phán truyền lời chú cao quý, ai sưu tầm diệu ly quang minh. Tâm thành khảo sát chớn kinh thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành. Tự tôn chiêu điển lành ban phước, sắc linh phế người được hiển dinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ giang bút ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chơn khi như anh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bổn quần nguyên, chân thần đúng hoạt xuất liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tinh, gắn tâm tu hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm trung chuyển đạo ngài, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nóng nổi mà chi. Chớn kinh linh mẹ khó bị, quần thần văn võ chẳng khi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dày dông ngã đành sao. Táo nhân mặt khách anh hào, nông thương công sĩ nở nào lăng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung kính, nở vô tâm chẳng kinh mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liên, đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu. Chánh pháp đạo nhiệm màu ai rò, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì, đò đại muôn kiếp chẳng thể tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hôn độn quá xanh, thở còn mù mịt trước thánh chưa tường. Thiên địa chi âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỳ giáng lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt lý diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giá con thờ quá thân, chấp nhon phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng coi, điển quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biên qua chuyện đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa như mẫu, chôn trường giang gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền lưa sông trùng dương, nào ai để giả dân dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hội tí sử khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên răng đời. Mỗi câu mỗi lời mẹ thuyết, cũng từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiết
chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ chi. Khắp gia gia đều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoàng sai, ấm no hưởng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn. Điện quang mẹ bảo tồn trường cưu, độ con mơ hội đủ diêu cung. Nếu ai chẳng tin bất tùng, mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bỏ ăn. Cuộc sống đành khó khăn đau khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng chưa biết, đung trăng mười vào tuyết trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ vũ hết điện linh quang đại, tâm quyết thư để lại chương kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn. Là con yếu đàn tràng cũng kinh, mỗi hằng niên nguyện thỉnh mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà hoa, dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh, sớ dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ, truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy. Từ tôn đại thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hưởng muôn phần ấm non. Mẫu sẽ hứa ban cho con thảo, năm trai lành kế tạo lửa hương. Hai gái yêu thảo thuần lương, đời đời nối dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên xuân vạn đại hướng âm đức dày. Sứ phương nào hằng ngày cúng vía, đàn trang cầu bốn phía an ninh. Bảo toàn tánh mạng chúng sinh, mẫu hoàng phủ điện ứng linh lời nguyền. Quốc dân nào kiền thiền vọng bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu từ cho xuất thánh nhân thông minh, xuất chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng an tử hòa sơn tương hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tượng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tử làm đăng ý ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dấu thảo, gắng sức xây tay tạo máu đi. Tùy gia phương tiện hữu duy,
chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thanh cao tâm hảo, sẽ ghi tên con thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyện bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận yêu, đắc quả cao cựu khiêu khai minh. Con hiền thọ hướng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành. Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở, tranh quả thành nở trần ai. Ban cho cửu phẩm liên đài trung ương, thượng quốc về ngai đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quy bao, phú phủ đồng đất đạo kim thân. Mẹ ban thọ hướng hồng ân, lưu danh bưu điện muôn phần vẻ vang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liêng, độ cho quốc thế dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Địa mẫu diệu kinh. Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phát hướng nhân sinh. Ban ra lời ngọc chân kinh, khảo sát địa lý khai minh địa cầu. Thở hồn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thì biết đâu. Phật mẫu đã ngữ từ lâu, phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xây. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng khai lời thật quyền linh. Phổ thông truyền ba chương kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời. Chốn phàm trần đến đời muôn hạ, mẹ giáng cơ bút tả chân kinh. Ai truyền ân tông phổ huynh, mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cứu trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân. Dựng đời thịnh trị thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kính, rang niệm trị thịnh lời châu. Đất thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành, thánh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cam, chê bai rằng mờ ám không tùng. Đến khi vào lúc lâm chung, hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục A Tỳ Xá vào miên diễn, đọa đài người lâm tiên dễ khinh. Sanh lòng nhạo ban ly kinh, tội như biển cả mong mến tham sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền phải trai chỉ đâu. Xét ra khắp cả hoàn cầu, đều do lĩnh mẹ pháp màu chuyển ra.
ai tường, rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu, bô cao cho người yêu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người trần thế dương gian tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh, nàng thiên tai phải hoành yêu sầu. Dấp dồn nhiều cánh khổ đau, quà tai trước mắt tránh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ vân tỏ, lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận đoán rồi tiên tri. Dầu khó khăn việc chi nguy khôn, mẹ bình trị chỉnh đúng khắp nơi. Phán truyền bài tỏ bao lời, hóa sanh hoằng đạo khai đời dương sanh. Phật mẫu có phân rành tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kim hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh phần hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào. Lập chùa táo miếu đền cao, phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đến tanh danh cũng chớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghi, nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn ly, trời mưa không thuận đất thì không sanh. Mẹ thương con chẳng đành đoán dứt, tình thiêng liêng bút mực ghi rành. Các con lớn nhỏ nghe chăng, thọ trì kinh mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh đều hành tâm đạo, giúp cho đời cai tạo ăn năn. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. 9 tuổi biết cung nghinh độc tùng, điển quyền di hữu dũng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đường, mẹ cho tái họ bình an sum vầy. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau. Không phân hai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tánh rõ thông, nếu chẳng khưng thọ chắc không sinh tồn. Dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn, lâm dòng đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ôm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê, thái đều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con,
phổ in cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nội trong năm phổ độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đáo lễ ngài Kỷ Mẫu, lập đàn tràng bái mẫu trì kinh. Dâng đèn sát thiệt quang minh, từ tôn phủ điện nhân sinh phúc đầy. Mỗi trăng có ba ngày mẫu kỷ, hãy thành tâm bền chí cúng dường. Kinh đàn đăng thủy quá hương, ngoài ra tất cả ngài thường khỏi luôn. Việc cũng khiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên, 36 nhật kiền thiện trì kinh. Sắm lễ vật cung kính từ mẫu, trong các ngài Kỷ Mẫu lập đàn. Gồm có 6 ngọn đăng quang, quả quả tươi thắm hương phần 5 cây. 6 chung nước lọc đầy đủ lê, cùng chúng nhau hợp để kinh đàn. Thuyết kinh giải lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì. Ai xứ nào làm ý lời giải, định tinh thần tụng bài biên kinh. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hướng đời quân thượng quyền linh sinh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng, thêm 2 thời chuyển dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điện thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nổi da. Đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch gần chín đầy đồng, hiện ra móng bạc hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết, là điềm trời ứng hiện rõ ràng. Thiên đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lĩnh ban về trời. Gieo quả cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cũng chừa. Nơi nào kinh mẹ sớm trưa, trì kinh địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai từng phổ biến gia gia, tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai các vị thiên thần. Gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo hộ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lành tháng năm no ấm, trên thiên đình ghi chấm phước ban. Nội gia kẻ sẽ được thành phước vinh quang muôn phần. Thanh Long Bạch Hổ thần cũng giáng, phò ta người xứng đáng con lành. Từ tôn cho biết rõ rành,
trắng mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ thiền thiền kinh mâu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sự mùi thịnh tức không an đúng giờ, nhất định lập đàn trì kinh. Cầu linh mẹ thương tình cứu khổ, vũ điện linh phổ độ chúng sanh. Các con tụ hợp tâm thành, được ban màu nhiễm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thánh xuống đời tri chứng, phương hướng nào bền vững chi tâm. Thường hành kính mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kinh tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng trúng, nhà nào ai trì tụng kinh này. Phước lành sẽ hướng được ngay thẳng, thiên đất quả chẳng sai chẳng lầm. Hưởng quý tế cao thâm lộc cả, thọ hương đắng trà quả vinh sang. Chương kinh của Đức Mẫu Hoàng gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh Địa Mẫu đứng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy lầm. Người đời còn bởi mê lầm, chẳng nên kinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kính, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp dương lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý, gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày rộng ra khẩn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chi tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từng chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điện quyền lĩnh xa gần chiếu tòa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thương người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiêm kỹ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh. Có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng quan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dài, quá nạn tai sắp xảy đến mình. Lại còn hưởng được phước vinh, tam tài lộc thọ hương linh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển, thì đích danh mẫu chuyển điện quang. Luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng thương, lại bỏ qua không lượng tường tri. Mà lòng chẳng xứng thọ trì, bị khép vào tội kinh khi Phật trời. Tội vì bán bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngài ấy chẳng có kiêu quan, phải đành dương tội gian đang ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mâu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp hủy quả phong ba thái địa,
nỗi đâu mà còn chi. Lòng mẫu tự nghĩ suy đau xiết, muôn hữu hủy đại kiếp phong ba. Nàng thủy quả sắp xảy ra, thương cho sanh chúng phải xa cành sầu. Nhặt chúng chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tự sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tính mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ. Tình